Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chuỗi đề thi GLPT N3, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đài 1, môn đài về cách đọc của Hán tự. Câu 1 này. Sports de nanani o kaita no de shawa o abita. Hán tự ở đây là chữ Hãn, có nghĩa là mồ hôi đúng không? Vậy thì mồ hôi sẽ đọc là ace, chúng ta chọn nó đúng là 1. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Bởi vì đổ mồ hôi vì chơi thể thao cho nên tôi đã tắm này. Số 2 gomi là rác. Yogore. Cái này có Hán tự là chữ ô vết bẩn. Namida là nước mắt. Chữ lệ. Câu số 2. Kono oshirase o minna ni nanani kudasai. Chữ Hán là chữ phối. Chữ phối trong từ phân phối. Đấy, hay là trong từ simpai đấy, lo lắng. Nhưng mà trong trường hợp này người ta đang hỏi âm cư nhomi, thì âm cư nhomi của chữ phối sẽ là cư ba rự. Như vậy thể t sẽ phải là cư ba t. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 4. Cư ba rự có nghĩa là phát, phân phát. Hãy phát cái thông báo này cho mọi người, hãy phân phát cho tất cả mọi người cái bản thông báo này. Các phương án còn lại ví dụ như là số 1 damate. Damate là một Hán tự tương đối khó của N1 nhá. Có nghĩa là im lặng này. Morate, cái động từ của Morau. Dạng VT của Morau, Hán tự nó là một chữ ngoài bảng thực dụng Hán tự. Harate, trả này. Tiếp theo câu số 3. Câu số 3 chúng ta thấy từ được gạch chân là chữ hoàn, chữ thành. Như vậy hoàn thành đọc là can-se đúng không nhỉ? Chúng ta chọn đáp án đúng là chỉ bằng. Atarashii doro ga mou sugu can-se suru so da. Có nghĩa là nghe nói cái con đường mới ấy nó sắp được hoàn thành. Số 1 đọc là ken-setsu. Ken-setsu chữ Hán sẽ là chữ kiến và chữ thiết. Ken-setsu. Đây, kiến thiết xây dựng này. Số 3 Kanzen. Kanzen nó là chữ hoàn và chữ toàn. Nghĩa là hoàn toàn chứ không phải là hoàn thành nhé. Và số 4 Kenchiku. Kenchiku là chữ kiến và chữ trúc. Đây. Đúng ở đây phải là số 1 mới là hoàn thành. Câu 4. Koko kara nanani ga takusan miemasu yo. Sẽ có bạn nhầm lẫn cái chữ này với lại chữ điểu đúng không nhỉ? Trông cũng khá là giống nhau. Đây, chữ điểu sẽ đọc là tori. Người ta cũng rất là biết cách để các bạn mắc bẫy. Đây có phương án là tori đây. Nhưng không phải. Khi mà thay những cái chấm, bốn cái chấm hỏa ở dưới này bằng bộ sơn thì được chữ đảo. Hòn đảo đọc là shima. Như vậy chúng ta phải chọn phương án 3 làm đáp án chính xác. Từ đây có thể nhìn thấy rất là nhiều đảo. Không phải là hoshi là ngôi sao nhá. Chữ tinh ngôi sao này, tori là con chim này, uma là con ngựa, cũng không đúng đúng không? Tiếp theo câu số 5. Tanaka sama chotto nani nani iru mitai desu. Hán tự là chữ khốn. Chữ khốn sẽ có âm cư nhomi là komaru. Như vậy thể t sẽ là komatte. Chúng ta chọn phương án số 2. Anh chị Tanaka ấy thì có vẻ như là đang có chút hơi khó khăn. Các từ mayotte, mayo Hán tự là chữ mê có nghĩa là gì nhỉ? Lạc đường hoặc là băn khoăn phân vân này. Số 3 okotte. Okotte thì có thể là chữ nộ có nghĩa là nổi giận, cũng có thể là chữ khởi có nghĩa là xảy ra. Số 4 utagatte, động từ gốc utagau là chữ nghi có nghĩa là nghi ngờ. Chúng ta sẽ không lựa chọn này. Đúng đây là 2. Câu 6. Nanani wa gogo 8 ma de aiteimasu. Chúng ta thấy Hán tự là chữ bình và chữ nhật đúng không nhỉ? Đấy, chữ bình sẽ đọc là he, chữ nhật có hai cách đọc là
Trong đây người ta liệt kê là Nichi và Jitsu, thì trong trường hợp này nó phải đọc là Jitsu nhá. He Jitsu mới là chính xác. He Jitsu là ngày thường. Ngày thường ấy thì chúng tôi mở cửa đến 8 giờ tối. Các từ còn lại thì chúng ta thấy có từ Hon Jitsu là từ tồn tại. Hon Jitsu đây nó có tồn tại, nó mang nghĩa là ngày hôm nay, chính là cách nói khác của Kyo một cách trang trọng. Câu số 7. Watashi wa 3 年前に大学を chữ Hán là chữ tốt và chữ nghiệp thì một từ rất là quen thuộc rồi. Đọc là Sotsugyo và có trường âm. Các bạn chọn phương án số 2. Câu này sẽ rất là đáng tiếc nếu như các bạn không nhớ trường âm và các bạn chọn 4. Tôi đã tốt nghiệp đại học 3 năm trước. Câu số 8, câu cuối cùng của môn này 1. Bino Futao. Chữ này là chữ cố đúng không? Chữ cố sẽ được đọc là cá tay ở dạng tính từ y như vậy, ở dạng phó từ bổ nghĩa sẽ là cá ta cự, đáp án đúng là 4 nhá. Cái gì nhỉ? Cái nắp chai ấy thì hãy đóng chặt vào. Các từ số 1 là cá rư cự. Cá rư cự là chữ khinh có nghĩa là nhẹ. Số 2 yu rư cự. Chữ hoãn có nghĩa là lỏng. Và ký tư cự thì thường không dùng kanji. Đúng đây là 4. Môn đai số 2 đó là môn đai về nhận diện mặt chữ Hán phù hợp với lại cách đọc. Hiragana cho trước câu 9 này. Yakusoku wo mamoru koto wa taisetsu da. Chúng ta cần một từ đọc là mamoru thì chắc chắn đấy phải là chữ thủ có nghĩa là bảo vệ. Cái việc giữ lời hứa, cái việc tuân thủ bảo vệ lời hứa là điều quan trọng. Chúng ta phải chọn phương án là sam bằng mà mô rự này. Còn số 1 đấy, số 1 Hán tự là chữ bảo. Từ này được đọc là tamotsu. Tamotsu. Không phải là chữ rự đằng sau. Từ số 2 là chữ yếu, âm cương sẽ là y. Đọc là y rự nha. Từ số 4 sẽ là tô rự. Câu 10 này, ima この週刊誌が一番売れている。Hiện tại thì cái này đang bán chạy nhất. 週刊誌, chúng ta sẽ cần phải chữ nào nhỉ? Các bạn thấy thứ nhất là chúng ta sẽ loại một bởi vì các bạn thấy là chữ chữ đằng sau chữ chữ thứ ba là chữ nghị phải đọc là ghi nên là si là không phải. Các bạn loại được 3 với lại 1 này. Còn 2 với lại 4. Đấy. Thì nó khác nhau ở chỗ đó là số 2 là dùng chữ gian và số 4 là dùng chữ san. Đây nói về gì nhỉ? Tạp chí báo chí chúng ta phải dùng chữ san chứ không phải là dùng chữ gian như này đúng không? Vậy là câu này sai. Đấy. Đúng đây phải là số 4. Shūkansha có nghĩa là báo phát hành, tạp chí phát hành theo tuần nhá. Cái tạp chí phát hành theo tuần này hiện tại đang bán rất là chạy, bán chạy nhất. Câu số 11. Kyo wa これから友達と旅行の相談をします。Chúng ta sẽ cần chữ nào đây? Hôm nay ấy, thì tôi sẽ gì nhỉ? Tôi sẽ trao đổi bàn bạc về chuyến du lịch với bạn tôi. Vậy thì chúng ta sẽ cần chữ tương và chữ đàm. Các bạn thấy câu 1 này Hán tự là chữ tưởng. Tưởng đọc là xô thật nhưng mà không tồn tại cái từ tưởng đàm này. Loại 1. Câu 2 là tưởng và chữ đạm. Đạm này trong từ thanh đạm đấy hoặc là trong từ awai có nghĩa là nhạt. Bị sai cả hai chữ nhá. Số 3 là tương đàm đúng rồi. Chính xác là 3. Và 4 là tương đạm sai từ thứ hai. Câu 12. Watashi wa taryoku ni wa zishin ga arimasu. Tôi thì có cái zishin ở cái thể lực thì chắc chắn là phải là tự tin. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn khi nào là tự tin nhỉ? Một là chỉ tin, chỉ tín này, không phải này. Sai. Số 2 là tự tin, đúng rồi. Nhi bằng là chính xác. Số 3 là tâm, không phải tâm nhá. Mặc dù tâm đọc là xin thật nhưng mà không phải. Tương tự 4 cũng sai luôn. Câu 13. Denshi renji de Miruku wo atatame mashita.
Tôi đã hâm nóng sữa bằng lò vi sóng. Vậy thì chữ nào sẽ được đọc chữ nào sẽ được đọc là atatameru? Một này, chữ ôn, đúng rồi, chữ này sẽ được đọc là atatameru nha. Một là chính xác. Số 2, đây là chữ thang, có nghĩa nước nóng. Từ này không tạo động từ mà nó có danh từ là oyu. Từ số 3, chữ Hán này là chữ thục. Thục này trong từ thành thục của tiếng Việt ấy. Chữ này sẽ có âm cư là ư trong từ ư đê rự có nghĩa là chín, ví dụ như là quả chín hoặc là suy nghĩ chín chắn cũng dùng từ này, không phải dưới dạng thức này. Số 4, chúng ta có đây là chữ nhiệt, chữ này sẽ đọc là atsui, nóng về mặt cảm giác. Câu 14, câu cuối cùng của môn đai 2. Kono seihin no genryo wa subete yūnyū shite imasu. Genryo chúng ta đoán được là sẽ là nguyên liệu đúng không? Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn phương án đọc là nguyên liệu. Cái nguyên liệu của cái sản phẩm này ấy, thì tất cả là chúng tôi nhập khẩu. Số 1 này, Hán tự là tài và liệu. Cái này phải đọc là jaidyo mới chính xác. Jaidyo. Từ số 2, Hán tự đây là chữ tài và chữ lượng, không phải là tài lượng nhá, sai. Từ số 3 là nguyên liệu và số 4 là nguyên lượng, sai chữ lượng này, đúng là samba. Tiếp theo chúng ta sang môn đài số 3, môn đài về từ vựng. Câu 15. Kyo wa kawa no nanani ga hayai kara oyoi de wa ikemasen. Hôm nay ấy, bởi vì cái gì đó của sông nó rất là nhanh cho nên là không được bơi. Từ đầu tiên naga đây là dòng chảy. Nagare. Đúng rồi, chúng ta chọn một. Bởi vì hôm nay dòng chảy của sông rất là nhanh, sông chảy rất là nhanh cho nên là không được bơi, nguy hiểm. Số 2, kanji. Rất là nhiều từ đọc là kanji nhưng mà có thể ở đây nó sẽ là cái chữ Hán là chữ cảm, có nghĩa là cảm nhận. Ngoài ra còn từ chữ Hán tự đúng không? Kanji mà chúng ta biết rất là rõ rồi. Số 3 là isogi. Isogi là cái sự nhanh chóng vội vàng, không phải. Ugoki là hoạt động, vận động. Cái này thường dùng cho người, động vật, xu thế chứ không phải dùng cho kawa, dùng cho sông nhá. Nên các bạn sẽ không lựa chọn cái phương án 4 này. Câu số 16. Nanani wa okane ga kakaru no de itsumo ie de gohan o tabete imasu. Cái gì đó này thì sẽ tốn tiền cho nên là tôi lúc nào tôi cũng ăn cơm ở nhà. Này, cái gì đó là tốn tiền và đối lập với việc phía trước là người ta ăn cơm ở nhà. Vậy các bạn xem cái nào phù hợp. Từ đầu tiên, shoki. Shoki có nghĩa là cái dụng cụ ăn uống, bát, đĩa. Đấy, không phải đúng không? Từ số 2 là shishoku. Shishoku là ăn thử. Ăn thử tốn tiền, ăn thử thì không tốn tiền. Sai. Số 3 là shokuyoku. Shokuyoku nó là cái sự thèm ăn, cái sự mong muốn ăn, khao khát ăn, nó không liên quan gì cái vế này. Sai nốt đúng không? Đúng đây phải là 4. Gaishoku chính là gì nhỉ? Soto de taberu. Đấy, restaurant, mise de taberu có nghĩa là ăn ở bên ngoài, ăn ở quán, ăn ở nhà hàng. Thì là chính xác nhá. Ăn ngoài thì tốn tiền cho nên là tôi ăn ở nhà. Câu 17 này. Kino no shiai wa ichiten gì đó để katsu koto ga dekita. Trận đấu ngày hôm qua thì tôi đã chiến thắng với cái gì đó một điểm. Thì chắc các bạn nghĩ chắc chắn là phải là cách biệt một điểm đúng không? Vậy thì cách biệt sẽ là chữ gì? Chữ dẫn, chữ tỉ, chữ xa hay là chữ biệt? Nó là chữ số 3. Đấy. Xa có nghĩa là cách biệt. Cách biệt một điểm. Ví dụ như là tôi được 100 điểm, họ được 99 điểm đấy, tôi thắng họ, tôi hơn họ một điểm, dùng cái từ này. Câu 18. Nebo shinai yo ni kino wa mezamashi dokei o 2つ gì đó shite nemashita. Để không bị ngủ nướng, để không bị ngủ quên, để không bị dậy muộn ấy thì hôm qua tôi đã ngủ và gì đó hai cái đồng hồ báo thức. Các bạn thấy bối cảnh là dùng từ đồng hồ báo thức đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta xem từ nào phù hợp này. Từ đầu tiên stop là ngừng, dừng. Không phải đúng không nhỉ? Từ này gốc tiếng Anh của chúng ta sẽ là chữ stop.
stop là ngừng dừng này, không đúng. Từ số 2 set tội. Set tội là cài đặt. Set đúng đúng không? Đúng là 2 nhá. Số 3 là cancel. Cancel. Hủy bỏ này. Và start tội là bắt đầu. Start không phải. Đúng ở đây phải là số 2. Tôi cài đặt đúng nhỉ? Một cái không đủ, tôi cài hai cái luôn để phòng trường hợp là tôi bị ngủ quên. Câu số 19. Yamada-san wa nanani no tsuyō hito de nando shippai shite mo akirame nakatta. Yamada là một người cái gì đó rất là mạnh mẽ, dù có thất bại nhiều lần cũng không từ bỏ. Từ đầu tiên ý chí đúng luôn đúng không? Ý chí mạnh mẽ này. Đấy. Nó sẽ đi kèm với từ tsuyō. Ý chí mạnh mẽ. Và về đằng sau nữa. Đó là thất bại không từ bỏ. Từ thứ hai là kitai là kỳ vọng. Đô điêu cự là nỗ lực. Và số 4 là kibo là hy vọng, nguyện vọng. Thì cái từ đô điêu cự không đi với từ tsuyō. Kibo thì không hợp nghĩa với câu này. Đúng nhất phải là một. Ý chí mạnh. Câu số 20. Kuko de host family to gì đó. Hitori ni natta toki wa totemo sabishi katta. Đây là một câu về động từ. Cái lúc mà gì đó với host family nó viết từ chữ host family này. Có nghĩa là gia đình chủ nhà đấy, ví dụ như là gia đình chủ nhà khi mà mình sang một đất nước mình du học, mình ở nhà họ ấy, thì dùng cái chữ này. Sau khi gì đó với gia đình chủ nhà ở sân bay và còn một mình, tôi rất là buồn. Chúng ta xem từ nào hợp lý nhá. Từ đầu tiên sugiyatte có nghĩa là giao tiếp, hẹn hò, giao lưu. Từ này không phải đúng không? Cái này nó sẽ có hán tự, tất cả các từ này đều có hán tự nhưng mà ở N3 người ta sẽ hạn chế dùng hán tự sugiyatte để các bạn không nhận diện được nhanh. Thì từ đó mục đích của họ là như vậy. Không phải là giao tiếp hẹn hò kết nối, vậy thì phải vui chứ không thể là buồn được. Kakawate có nghĩa là vướng vào, dính líu, liên quan tới. Kakawate đây chữ quan. Không phải đúng không? Từ số 3 là Machi Awasete có nghĩa là hẹn gặp. Ví dụ như là hẹn đi xem phim ấy và gặp ở một địa điểm nào đó, sau đấy cùng nhau đi, sẽ dùng cái từ này nhá. Machi Awasete cũng không đúng đúng không? Wakarete là chia tay, đúng rồi, mang sắc thái là Wakarete. Mang sắc thái phù hợp nhất với câu này. Chia tay xong còn một mình thì rất là buồn. Chia tay với này, còn một mình này và rất buồn, đấy là hint tội để chọn phương án cho câu này, phương án đúng là 4. Câu số 21. Shigoto no yarikata o kaetara okina mondai wa nanani natta. Sau khi thay đổi cái cách làm việc thì cái vấn đề lớn nó trở nên làm sao đấy, các bạn đều thấy thể này. Có nghĩa là nó trở nên không còn như vậy nữa. Một, tatana có nghĩa là trở nên không đứng. Vấn đề thì ở đây không thể dùng từ đó được đúng không? Cái vấn đề lớn nó trở nên làm sao? Hai, okinaku nó trở nên không xảy ra nữa, đúng rồi. Phương án đúng là 2 nhé. Các bạn sẽ thường nghĩ là chữ okiru ấy. Này, okiru này. Các bạn hay nghĩ là nó mang nghĩa là thức dậy. Ví dụ như là rokuji ni okiru đúng không? Có nghĩa thức dậy lúc 6 giờ sáng. Các bạn quên mất một nghĩa của nó là xảy ra. Mondai ga okiru. Nó sẽ bằng với lại mondai ga okoru. Đều mang nghĩa là xảy ra hết. Nên là chúng ta sẽ lựa chọn phương án là 2. Câu số 3 là Hajimaranaku có nghĩa là bắt đầu. Không phải, nghe thì tưởng đúng nhưng mà không đúng nhá. Người ta không dùng là cái vấn đề lớn đã trở nên không bắt đầu, không nói này. Akanaku hoặc là Hirakanaku là trở nên không mở, không phải. Câu số 22. Câu 22 là Kyowa senpai ga saka no shiai ni deru no de tomodachi to issho ni gì đó. Nanani ni ita. Hôm nay
bởi vì tiền bối tham gia vào trận đấu bóng đá cho nên tôi đã đi gì đó cùng với người bạn. Các bạn thấy bối cảnh đây là gì nhỉ? Tiền bối tham gia trận đấu bóng đá đúng không? Thì tôi đi làm gì? Câu 1 là sangka là tham gia, không phải. Shido là chỉ đạo, hướng dẫn, không đúng. On là cổ vũ, đúng rồi. Ủng hộ, cổ vũ, sử dụng trong thể thao. Chính xác nhá. Số 4 là kyosho là cạnh tranh, ganh đua, không phải. Câu số 23. Sensei ni tanonda reporto no shimekiri wo ichinichi dake gì đó morata. Các bạn thấy người ta dùng là vệ dạng thức ngữ pháp là VT Moda, có nghĩa là được người khác làm hành động V cho ấy. Tôi đã được thầy làm sao đó, đúng nhỉ? Cái shimekiri, cái hạn nộp báo cáo đấy. Tôi đã nhờ thầy, đúng nhỉ? Và được thầy làm sao đó cái kỳ hạn báo cáo một ngày. Utsushite, utsusu có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là làm dịch chuyển. Đấy, không phải nhá. Số 2 là nobashite là kéo dài, gia hạn. Đúng rồi, đi với từ shimekiri là phù hợp. Từ này sẽ có Hán tự. Nobashite. Đây, chữ Hán sẽ là chữ diên, đúng nhỉ? Diên, duyên. Yarinaoshite là làm lại. Torikaete là thay đổi. Torikaete là thay đổi, không phải. Đúng ở đây phải là kéo dài. Hinto của chúng ta là đây. Thầy kéo dài thêm cho một ngày. Ví dụ như là hạn là ngày 14 tháng 5, đúng không? Bây giờ thầy cho thành ngày 15 tháng 5. Có thêm thời gian để làm. Phương án đúng là số 2. Câu số 24. Mago tachi no notta kuruma ga mienaku naru made okiku te o gì đó mi okuta. Cho đến khi mà tôi không còn nhìn thấy cái ô tô mà các cháu của tôi ngồi trên đó. Đấy, tôi đã gì đó tay để tiễn. Nào, tatai te. Tatai te là vỗ, vỗ tay. Vỗ tay để tiễn, không ai nói để vỗ vỗ tay để tiễn đúng không? Nigite là nắm tay. Cái này đều có Hán tự hết. Đây, nhưng mà các Hán tự đều hơi khó. Với N3 này ta đã tatai te. Đây chữ Hán là chữ ngang. Nigite, nigite. Chữ ác này. Nắm này, sawate là sờ chạm này và futte là vẫy này. Đây, như vậy đúng nhất ở đây phải là vẫy tay đúng không? Bốn là chính xác. Khi tiễn người ta thì sao? Thì là vẫy tay. Chứ không ai nói là đập tay hay là sờ tay, nắm tay cả. Câu 25. Konnya wa ame ga furu so na no de ie no soto ni tomete aru baiku ni gì đó nani wo kaketa. Đêm nay bởi vì là nghe nói sẽ mưa cho nên là tôi đã cái gì đó lên cái baiku, lên cái xe máy mà tôi đậu ở gì nhỉ, ở bên ngoài nhà đấy. Vậy sẽ là tôi phủ đúng không, tôi che. Vậy thì dùng từ nào nào? Kê sự là có thể mang nghĩa giống từ ba ai, có nghĩa là trường hợp đấy. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là cái hộp, cái hòm, không phải. Cover là gì nhỉ? Cover là cover, từ gốc là cover có nghĩa là phủ lên, đúng rồi. Cover kakeru có nghĩa là phủ. Số 3, masku là khẩu trang, không phải. Rapu là giấy bọc, không đúng nhá. Đúng đây phải là số 2. Sang môn đai số 4, đó là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 26. Kore ra no yarikata ni wa kyotsuten ga arimasu. Chúng ta có từ kyotsu là chung đúng không? Thì kyotsuten sẽ là điểm chung. Mà điểm chung sẽ là gì nào? Wari tokoro là điểm điểm xấu, điểm tệ này, không phải. Y tokoro điểm tốt, không phải. Chingau tokoro là điểm khác nhau. Onaji tokoro điểm giống nhau, đúng phải là 4.
40 đúng. Ở trong cách làm của những cái này ấy, thì nó có cái điểm chung. Câu số 27. Chorio minade serishita. Seri có nghĩa là gì nhỉ? Sắp xếp, dọn dẹp đúng không? Mọi người đã cùng nhau sắp xếp lại giấy tờ, tài liệu. Osieta, dạy bảo, không phải. Katazuketa, đúng rồi. Số 2 nhé, ni bằng. Từ số 3 là hakonda, vận chuyển, không phải. Từ số 4 là sagashita, tìm kiếm, không đúng. Câu số 28. Tanaka-san wa zettai ni kuru to omoimasu. Tôi nghĩ ấy, zettai ni người ta không viết hán tự, nếu người ta viết các bạn sẽ đoán được ngay. Zettai ni là hán tự là tuyệt đối đúng nhỉ, có nghĩa là tuyệt đối sẽ, nhất định sẽ. Tôi nghĩ là Tanaka nhất định là sẽ tới. Sugu ni là ngay, này diễn tả về mặt thời gian, không phải. Tabun là có lẽ, đúng rồi. Hán tự của Tabun sẽ là chữ đa và chữ phân nhá. Tabun không phải. Kanarazu là chắc chắn, nhất định. Phương án đúng của chúng ta sẽ là 3. Và 4 là Atokara, đến sau, không đúng. Câu số 29. Kono koto wa naisho ni shite kudasai. Cái chuyện này ấy, thì hãy naisho ni, hãy giữ bí mật. À, từ này hơi khó với các bạn N3. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn hỏi những từ như vậy thì chúng ta coi như là gặp cái câu khó vậy. Đây, naisho, naisho ni suru có nghĩa là giữ kín, giữ bí mật. Nó gần giống như là từ himitsu, nhưng mà thông thường từ himitsu kiểu như là đấy là bí mật, dùng dưới dạng danh từ. Còn naisho ni suru có nghĩa là gì nhỉ? Giấu kín chuyện đó, chỉ ở trong người này với người kia biết thôi, đúng nhỉ? Hai người biết với nhau thôi, không cho người ngoài biết. Còn himitsu nhiều khi là một mình biết. Vậy cái nào đúng nhá? Số 1 này. Dare ni mo hanasanai de, đừng nói với ai. Đúng rồi. Chính xác là 1. Số 2 là iroro na hito ni hanashite, là hãy nói với nhiều người. Không đúng đúng không? Hãy quên ngay, hãy quên nhanh đi, không phải. Đừng quên cũng không đúng. Câu 30, câu cuối cùng của môn đai 4. Kono CD no naka de Ichiban ki ni iteru kyoku wa kore desu. Ki ni iru có nghĩa là thích, giống từ sukina đúng nhỉ? Vậy chúng ta chọn được ngay đáp án đúng là 3. Cái bài hát, cái ca khúc mà tôi thích nhất ở trong cái đĩa CD này là cái này. Ninkigaru là nổi tiếng, có sức hấp dẫn này, được yêu thích này. Yoku oboete là nhớ này, nhớ nhất này. Sukina là yêu thích và Tanoshi là vui. Không phải nhá, đúng đây phải là 3. Sang môn đai 5, môn đai cách dùng từ. Đầu tiên là 31. Hán tự của chúng ta là chữ khẩn và chữ trương, đọc là kincho. Từ này có nghĩa là căng thẳng, hồi hộp. Đấy, căng thẳng, hồi hộp. Chúng ta cùng xem cái nào mang nghĩa như vậy nha. Câu 1 này. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cho nên tôi đã rất là vui và ngực tôi căng thẳng. Không phải là bối cảnh như này đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn lần đầu tiên thấy một cái gì đó chúng ta vui, phải là chúng ta háo hức, chứ không ai là căng thẳng như này cả, đúng nhỉ? Cái này sai. Rồi, không cần gạch chân đi. Các bạn phải sửa thành gì đây? Tôi rất là waku. Tôi rất là háo hức này. Câu số 2 này. Mùa hè ấy, đấy. Kỳ nghỉ hè ấy, thì cái kế hoạch đi chơi nó đang rất là căng thẳng, không phải. Không ai nói là cái kế hoạch nó căng thẳng cả đúng không, mà có thể nói là cái mùa hè ấy thì kế hoạch đi chơi ấy, nó đang gì đấy nhỉ, nó đang đến rất gần. Có thể dùng từ semateru, hoặc các bạn có thể dùng từ tanoshimida, có nghĩa là tôi đang rất là ngóng chờ nó, mong nó đến. Câu số 3. Cái máy tính mới ấy thì cách sử dụng rất là căng thẳng, cho nên là cái người không dùng được tốt nó rất là nhiều, cũng không dùng với lại Skycatter. Cách sử dụng chúng ta có dùng từ Fukuzatsu, có nghĩa là phức tạp. Đấy, như vậy là
Chỉ còn câu 4 thôi đúng không nhỉ? 4 là gì đấy? 4 là テレビのインタビューを受けてとても緊張した. Tôi được gì nhỉ? Tôi được phỏng vấn ở trên truyền hình và tôi rất là căng thẳng. Đúng rồi. Phù hợp nhất là bối cảnh này nhá. Cái từ căng thẳng này kiểu như là khi chúng ta lần đầu tiên phải làm gì đó, chịu một cái áp lực lớn, sợ thất bại vân vân, chúng ta sẽ dùng. Câu số 32. Chữ Hán của chúng ta là chữ ám và chữ ký, từ này là Anki. Anki này, đây cũng là một cái app học rất là nổi tiếng, dùng để học từ vựng đấy. Các bạn sẽ nhập những cái dữ liệu vào và các bạn dùng để ôn đi ôn lại. Anki này có nghĩa là học thuộc lòng. Câu 1 này, tôi muốn học thuộc lòng cái phong cảnh tuyệt vời này, không ai nói vậy cả đúng không? Tôi phải là gì đấy? Tôi muốn lưu lại trong trí nhớ đúng nhỉ? Đấy. Kyoku ni nokoshite. Đây, tôi muốn lưu lại trong ký ức thì mới dùng nhá. Hoặc có thể nói là tôi muốn biến thành kỷ niệm. Omoide đúng nhỉ? Omoide ni shite. Câu số 2. Cái câu mà in ở trong sách giáo khoa thì tôi học thuộc hết rồi, tôi học thuộc toàn bộ rồi, chính xác. Bối cảnh của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Câu ở trong sách giáo khoa, học thuộc lòng có nghĩa là chúng ta đọc thuộc, chúng ta nhớ cái nội dung ở trong một cái văn bản nào đó. Ni bằng là Tadashi. Câu số 3. Koko no classmate だった田中さんを暗記しています。暗記してますか? Là gì đấy? À, cậu có gì đây nhỉ? Cậu có học thuộc lòng anh Tanaka là người bạn cùng lớp thời cấp 3 không? Không nói như vậy, câu này phải là có nhớ không đúng không? Oboete. Câu số 4. Đã để quyển sách mượn ở đâu ấy thì tôi không có thuộc lòng. Tôi không có nhớ nhá, cái này cũng dùng oboete. Oboete. Câu số 33. Từ người ta cho đấy là từ thố đi sư ghi rự. Đấy. Từ thố rự là đi đúng nhỉ? Sư ghi rự là qua thì thố đi sư ghi rự là đi qua. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp. Câu 1 này. Tôi không nhận ra cái biển của cửa hàng. Cho nên là tôi đã đi qua phía trước từ lúc nào không hay. Đúng rồi. Đúng là một nhá. Đi qua cái địa điểm đó. Câu số 2. Con trai học cấp 3 ấy, cuối cùng thì nó đã đi qua cái chiều cao của bố. Không phải. Cái này phải là nó làm sao nó vượt chiều cao chứ không ai nói là nó đi qua chiều cao cả. Cái này các bạn dùng từ koeru. Koeta. Câu số 3. Vận động viên Nakamura thì đi qua vận động viên Yamaguchi và đã giành được vị trí thứ nhất. Không phải đúng không? Cái này phải là dùng từ vượt qua. Oikoshita. Chứ không dùng từ đi qua, cái này đi qua về mặt vật lý thông thường ấy. Câu số 4. Bởi vì đã đi qua 10 giờ đêm cho nên là quán nó đã đóng cửa, nhà hàng đã đóng cửa. Không phải. Quá giờ chúng ta sẽ dùng từ sugi đúng không nhỉ? Sugiru, sugita chứ không phải dùng từ thố đi sugiru nhá, nên là 4 sai, đúng phải là 1. Câu số 34. Câu 34 các bạn có chữ Hán là chữ phỏng và chữ vấn. Đọc là homom. Nhưng mà từ này không phải là phỏng vấn theo nghĩa của tiếng Việt mà nó mang nghĩa là đến thăm, viếng thăm. Nó giống với từ tazuneru. Tazuneru. Này. Hoặc giống với từ otozureru. Đều là từ từ chữ phỏng mà ra đúng không nhỉ? Chúng ta cùng xem này. Câu 1. Shushoku katsudo no tame ni senpai no kaisha o homon shimashita. Để chuẩn bị cho hoạt động tìm việc thì tôi đã đến thăm công ty của tiền bối của đàn anh. Chính xác đúng không? Đến thăm một cái địa điểm nào đó sẽ dùng cái này một cách trang trọng nhé. Đúng là một. Câu 2. Cái bức thư mời đám cưới từ bạn tôi nó đã đến thăm, cái này không dùng đúng không nhỉ? Đối với lại thư từ hoặc là hàng hóa hoặc là những cái đồ bưu điện gửi ấy
mà nó đến nơi chúng ta phải dùng từ todokimashita, chúng ta không dùng từ homonshimashita. Câu số 3 này. Cuối tuần thì lúc nào cả nhà tôi cũng đi thăm biển, không phải đúng không? Không phải đi thăm biển mà sẽ là đi biển thôi. Sửa thành umi ni itte imasu. Câu 4. Totsuzen kaigai ryoko no chance ga homonshimashita. Đột nhiên thì cái cơ hội đi du lịch nước ngoài nó đến thăm. Không phải, đây là nó gì đây nhỉ? Nó đến kimashita. Hoặc là nó ghé thăm theo cái dạng thức dùng từ otozureru. Otozuremashita thì mới đúng. Câu 35, câu cuối cùng của chúng ta trong phần từ vựng. Từ là từ hongya tự, có nghĩa là Hán tự là chữ phiên và chữ dịch. Đấy, nó là phiên dịch văn bản giấy tờ nhé các bạn nhé. Câu 1 này. Kono kanji wo hiragana ni hongyaku shite kudasai. Hãy phiên dịch cái chữ kanji này ra hiragana, thì không ai nói phiên dịch đúng không? Sẽ hãy gì đây? Hãy biến đổi đúng nhỉ? Hãy đổi dùng từ henkan. Chữ Hán là biến và hoán. Câu số 2 là cái việc phiên dịch đoạn văn dài, văn bản dài sang văn bản ngắn dễ hiểu là điều khó. Không ai nói là phiên dịch văn bản dài sang ngắn. Khi dùng đến phiên dịch ấy là chúng ta từ một ngôn ngữ nọ chuyển sang ngôn ngữ kia, chứ không phải là từ dài sang ngắn cắt giảm dung lượng mà dùng cái từ hongya cự, nên là chúng ta không thể chọn hai được. Câu 2 phải sửa thành tóm tắt đúng không? Tổng hợp mà tomeru. Câu số 3. Kono shosetsu wa juu ijo no kotoba ni no gengo ni hongyaku sarete iru. Cái tiểu thuyết này ấy, nó được phiên dịch sang hơn 10 thứ tiếng. Đúng rồi. Liên quan đến ngôn ngữ đúng không nhỉ? Dịch sang thì sẽ là phù hợp nhất là 3. Và câu số 4. Câu số 4 người ta nói gì đây nhỉ? Sensan wa hoka no kotoba ni hongyaku sureba mono tsukuru toyu koto desu. Cái từ sensan nếu như phiên dịch sang từ khác thì nó là tạo ra món đồ. Từ sensan có nghĩa là sản xuất. Từ mono tsukuru cũng là sản xuất, tạo ra cái thứ gì đó. Thì đây không phải là phiên dịch, nó vẫn là mang nghĩa như vậy. Cái này chúng ta sẽ phải dùng từ ikaereba, có nghĩa là nói cách khác. Đấy. Thay thế bằng từ khác. Nếu như chúng ta nói cách khác, chúng ta thay thế từ khác, chúng ta thay thế từ C sang bằng một từ khác ấy, thì nó mang nghĩa như vậy nhá. Nên là lựa chọn đúng là 3. Thì đó là cái phần chữa bài này. Các bạn hãy xem thật kỹ, cũng như là lưu ý những cái điểm mà mình đã sai, rút ra kinh nghiệm để ôn tập cho tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.